Bây giờ là những tin tức thị trường của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin về các vùng hoa cây cảnh Tết. Để chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thì bên cạnh cách gieo trồng truyền thống, tỉnh Thanh Hóa đang động viên bà con đầu tư nhà màng, nhà lưới để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển ổn định của các loại hoa. Hiện cả tỉnh đã gieo trồng được khoảng 700 hecta hoa các loại, trong đó có nhiều loại hoa mang lại giá trị kinh tế cao như là lan, ly, huệ, lay ơn. Đồng thời các làng nghề trồng cây cảnh cũng phát triển được hàng trăm hecta, chủ yếu là đào, quất cảnh với nhiều kiểu dáng thế đẹp, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Điển hình như làng hoa Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, quất cảnh ở xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, đào kép ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương. Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng hiện các địa điểm tham quan vườn quýt hồng tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu mở cửa để đón du khách. Năm nay, nhiều nhà vườn chọn canh tác quýt theo hướng hữu cơ và trồng cây trong nhà lưới, nên cây cho tỷ lệ trái cao hơn, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Quýt được mùa đạt các chỉ tiêu về năng suất và chất lượng trái. Thời điểm này, quýt chuyển sang màu vàng ửng vỏ và đã có những đoàn du khách ghé tham quan chụp ảnh. Không chỉ có nguồn thu từ du lịch, sức tiêu thụ quýt theo đó cũng tăng lên. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, một trong những vựa quất cảnh lớn nhất khu vực miền Trung, thì quất cảnh chết vì mưa bão sâu bệnh, giá bán hạ và khó tiêu thụ đang khiến cho hàng trăm hộ dân trồng quất nhưng ngồi trên đống lửa. Nếu như các năm trước, quất cảnh mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho người dân Cẩm Hà, Hội An, thì năm nay lại không được như mong đợi. Nhiều nhà vườn có đến 90% số chậu quất bị chết do ngập úng và nấm bệnh. Theo thống kê, năm nay toàn thành phố Hội An trồng hơn 100.000 chậu quất, nhưng sau mưa lũ chỉ còn khoảng 70.000 chậu. Sau bão, người dân cố gắng chăm sóc số quất còn lại để bán Tết, nhưng tình hình tiêu thụ rất khó khăn. Chuyển sang lĩnh vực khác, mới đây Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm đối với Hà Thị Bạch Thu, sinh năm 1979, chủ tạp hóa Việt Thu nằm trên quốc lộ 1A, đoạn thôn Trúc Khê, xã Thanh An, huyện Cam Lộ. Qua khám xét bên trong cửa hàng và các nhà kho xung quanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 61 hộp pháo hoa và một số loại hàng cấm như roi điện, bình xịt cay, gậy ba khúc. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Hòa Bình, với nỗ lực của nhiều bên, nhất là ngành công thương, các điểm bán hàng với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả khi hình thành kênh phân phối hàng Việt uy tín, có tác động tích cực đến thói quen mua sắm của người tiêu dùng, trong đó có bà con dân tộc thiểu số miền núi, ghi nhận của phóng viên thị trường. Một trong những điểm bán hàng được đặt tại cửa hàng tạp hóa Thuận Huệ ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, được Sở Công Thương hỗ trợ một phần kinh phí thiết kế, lắp đặt kệ trưng bày hàng hóa, bản thu ngân, biển quảng cáo, bảng giá. Sau gần 3 năm hoạt động, điểm bán này đã trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy của người dân. Trước đây thì mỗi phiên chợ thì mới đổ dồn đến chợ để mua hàng về sử dụng trong cả tuần, nhưng hiện nay là có những cái cửa hàng ở đây thì rất tiện lợi cho bà con. Hàng ngày cũng không phải là tích cóp nữa, đến đây thì mua thì giá cả nó phải chăng, mặt hàng nó cũng đảm bảo. Họ đã đề ra cho mình là không được bán những hàng nguồn gốc ngoài là của Việt Nam mình, ví dụ như là hàng tàu, hàng nhái, hàng không chất lượng, kém chất lượng, thì ví dụ như mình có bán thì quản lý thị trường đến họ lại phạt. Tính đến nay, Sở Công Thương Hòa Bình đã nhân rộng được thêm 4 điểm bán hàng tại các huyện Lạc Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn và huyện Yên Thủy, với tổng số tiền đầu tư 400 triệu đồng. Các điểm bán hàng này được xây dựng đã góp phần phát triển hệ thống phân phối, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, phân phối tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu, hàng Việt Nam có thế mạnh đến với người tiêu dùng. Mô hình về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì đối với huyện Yên Thủy thì đây là mô hình đầu tiên. Và cửa hàng Thoa Sơn thì cũng là một trong những cửa hàng có cơ sở vật chất khá khang trang và đảm bảo cái diện tích để thực hiện mở các cái cửa hàng, tức là điểm giới thiệu bán sản phẩm hàng Việt, và có bố trí rất là thuận lợi, theo cái xu hướng thuận lợi để phục vụ khách hàng. Chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền đến người dân về những cái thông tin về hàng hóa và chất lượng hàng hóa, đặc biệt là những cái thông tin về các tiêu chuẩn rồi nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đến với người dân, đặc biệt là vùng nông thôn. Qua đó thì tạo ra cái sức lan tỏa giữa cái người tiêu dùng và người sản xuất để biết được những cái hàng hóa nào của Việt Nam được sản xuất tại Việt Nam và có chất lượng. Mục tiêu thứ hai, cái giải pháp thứ hai đó là tăng cường cái việc quản lý và thực hiện tốt cái công tác bình ổn thị trường, phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục Quản lý Thị trường về quản lý nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Từ các điểm bán hàng Việt Nam,
đã được xây dựng và đem lại hiệu quả. Ngành công thương Hòa Bình đặt mục tiêu mở ít nhất một điểm bán hàng Việt trên địa bàn mỗi huyện, thành phố để hàng hóa do Việt Nam sản xuất ngày càng đến gần hơn với người tiêu dùng.